Em chào các bác nhé, em Lân đây. Là tiếp tục lên hút ẩm cho bác đây. Em lên có mẫu nào em lên luôn. Đấy, xong là các bác mua em gửi video lại các bác xem luôn. Đấy, đẹp quá, mê mẩn quá, và lại mua một lô đẹp. Đi đẹp luôn. Đấy, trước mắt bác đây là một con Kozola. Con này thì nó dùng chung mấy con Mitsu. Con Mitsu chân con này là một. Là một luôn, em khẳng định luôn. Là một luôn, cùng một cái nhà máy, cùng một cái lò ra luôn. Đấy, nó chỉ khác là Kozola đặt thương hiệu mua có vậy thôi. Đấy, và con nó hơn con Mitsu chân voi là nó thêm ion. Đấy, con Mitsu chân voi không chế độ ion. Đấy, và màn hình con này thì nó bền hơn là cái con kia nhiều, bền hơn Mitsu chân voi nhiều. Cho nên là con Zola này bác nào sành chơi gì cái biết nha. Đấy, con này thì đã 2018 nó có một cặp đôi. Đấy, một con này nữa đây. Con này màu sữa. Đấy, chưa kịp tẩy bông dính. Đấy, có hai con quay hai mẫu luôn. Con này tranh thủ quay trước để tẩy bông dính trước. Đấy, quay lên video trước. Con này nó hút 18 lít một ngày nhá. Con này nó hút phòng tầm ở đây, má đây. CDHI185. Con này các bác yên tâm là nó vụt cho phòng khoảng tầm 50 mét vuông trở xuống không suy nhê gì. Ba các bác ấm luôn. Đấy, rời lạnh này nó kéo cả nhiệt độ trong phòng ấm lên luôn. Đấy, bác nào mà đang tìm mẫu hút ẩm, đấy, mua trái mùa thì nó rẻ được đi thì có nhấc máy này gọi điện cho em. Đấy, trước này em bán mẫu giá là 4.500.000 đồng. Đấy, 4.500.000 đồng đã bao gồm bác gì? Bao gồm chống tắc đường điện, bảo hành bác 2 năm, hỗ trợ sửa chọn đời, giảm nhất là bao bác như mới, cạnh bên trong sẽ thoải mái. Đấy, mới là cũ như vậy luôn. Bởi vì tìm được những con máy đẹp như này thì cực kỳ hiếm. Bởi vì nó rất là may mắn là cái đợt rồi nó lồn, cho nên là năm nay không ai hút ẩm, cho nên là nó hết. Cho nên là tất cả chủ to là người ta cần hút ẩm, và với điều kiện là hút ẩm là phải đẹp, về là bán ngay. Cho nên là người ta mua, nhưng mà có biết là vận chuyển đi đường nó phải tầm 5 ngày thì ra nhưng mà bắt mình. Nhưng mà đúng lúc ra bên ngoài này thì nó hết lồn. Cho nên là hút ẩm ấy không bán được, bắt buộc chủ bây giờ xé lô ra người ta bán. Cho nên là một em mua được giá quá hời luôn. Với 4.500.000 đồng có sở hữu hay không 18 lít này. Mua tới vòng tầm 50-60 mét vuông không phải suy nghĩ một cái gì luôn. Để ở giữa nhà bao khô luôn, bao ấm luôn. Đấy, mà máy cực đẹp luôn. Con này mà dài lồn giá giờ tầm 5.500.000 có ai mua được. Mà không chắc là được mua được máy đẹp. Đấy, con này thì vừa hút ẩm này, vừa sấy quần áo, đa di lăng. Đấy, vừa ion, vừa ion. Hai chiếc, chiếc kia tím nào bằng dịch, có hai màu trắng và màu sữa, bao giờ lấy một lần lấy. Đấy, em chào bác nhé, bác lấy alo cho em.